Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh giải vẽ của mình. Mình là Quỳnh và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người chúng ta cùng nhau vẽ ra được loài cây có tên gọi là cây trường sinh. Cây trường sinh là loài cây kiểng lá ngoài tác dụng làm đẹp trong không gian nội thất và cây có tác dụng làm sạch không khí này, hút những cái bụi bẩn và hấp thụ những cái chất độc hại. Hơn nữa thì loài cây này còn đem đến sức khỏe, tiền tài, may mắn cho gia chủ nên là rất là nhiều người yêu thích và lựa chọn làm cây để ở trên bàn làm việc, phòng khách cũng như là quầy lễ tân hoặc là làm quà tặng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người chúng ta cùng nhau vẽ ra được loài cây này nhé. Các bạn hãy nhớ là lôi giấy và bút để có thể thực hành vẽ cùng với mình luôn nhé. Thank you.